Alo, xin mến chào tất cả quý anh chị ở Ban Cao Thoát Diễn đàn Người Việt Tự Do và các bạn ở bên Facebook. Vẫn chào các bạn, chúc các bạn có một ngày sinh hoạt vui vẻ nha. Cảm ơn Trảo Mộng Tường đã tặng cho một bài. Bây giờ đây con bây giờ nãy giờ đó là hai ba cái đề tài để mà chia sẻ. Bây giờ cái đề tài thứ nhất là muốn nói về cái thảm cảnh của những người đàn bà Việt Nam mà đi làm dâu xứ người. Cái nguồn tin mà hồi nãy cháu Mộng Tường nói là cái cô nào đó phải nhảy lầu tự tử bỏ lại một hai đứa con gì đó, mà hình giống như là rất nhiều người, không phải cách đây khoảng mấy tháng trước cũng có một hai người mà cũng không có con mà cũng nhảy lầu tự tử vì sự áp bức của cái gia đình nhà chồng. Có vài chuyện tự tử đó là, nhưng mà suy đi nghĩ lại đó thì tôi có một cái nhìn nó hơi khách quan giống như thế này. Một phần hồi nãy tôi có nói đó là người ở trong nước, những người đàn bà đó hay là những phụ nữ họ không có thích người ở trong nước nhiều, thứ nhất là thanh niên, vì cái sự sa đọa của thanh niên càng ngày nó càng đi xuống mà cái bằng không có cái chỗ lối thoát nữa. Thanh niên gì mà sáng say chiều xỉn rồi về nhà đánh đập vợ con hay là này nọ đầy đọa rồi kèo này tiền bạc này nữa, đó là tôi nói là mới có tình trạng đó thôi. Còn tới một cái tình trạng thứ hai là còn bắt vợ con làm bằng mọi cách phải đưa kiếm cho có đồng tiền để hắn ta hút chích hay là này nọ nữa, làm phạm pháp các bộ môn vân vân. Không phải là trường hợp đó không có, nhưng mà cái nào đó cũng có thôi. Vì thế cho nên cái sự chán nản của các phụ nữ ở tại Việt Nam, họ chán nản về cái hoàn cảnh đó lắm rồi họ mới nhìn ra cái hướng ở ngoài, chứ không phải là chúng ta nói rằng là người đàn bà phụ nữ Việt Nam là có cái tánh vọng ngoại là thích lấy chồng ở quốc, cái đó thì mình buộc tội cái đó cũng hơi nặng. Thường thường á, ăn ở với nhau có cái duyên á, thì nó mới kết hợp lâu dài, đúng không? Mộng tưởng nếu mà con có cái duyên với một người nào á, thì con sẽ ăn ở là suốt đời suốt kiếp, sanh con đẻ cháu rồi này nọ nó mới lâu dài. Còn người không có cái duyên á, thì nó chỉ có một khi mà cái duyên nó không kéo dài đó thì nó chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi, tới cái giai đoạn đó thì nó phải ngưng và nó phải chấm dứt. Cái duyên này chỉ nó đến nhưng mà nó có phải có giai đoạn chấm dứt, cái duyên nó nằm ở trong cái đó. Vì thế những người không phải là ai cũng đi làm dâu ngoại quốc là cực khổ hết đâu, cũng có tùy người, có tùy người. Tôi coi thì ở trên những cái chương trình thì tôi thấy có những người người con gái rất còn trẻ mà họ nói lên cái sự hạnh phúc, họ được hạnh phúc mà, và cái hạnh phúc của họ được biểu tượng ra những cái gì mà họ nói chuyện qua cho chúng ta thấy, cái hạnh phúc của họ. Và từ đó mình mới suy nghiệm ra rằng muốn có hạnh phúc, muốn có ăn ở lâu dài thì phải có tình thương, đúng không? Phải có tình thương, hai người đó phải yêu nhau, hai bốn con mắt nhìn vào một hướng thì nó mới ăn ở lâu dài được. Chứ người ngó trên trời, kẻ ngó dưới đất, người ngó ngang, kẻ ngó dọc thì nó chỉ một thời gian nào đó thôi, tạm bợ một thời gian nào đó thôi, rồi ở đâu cũng phải trở về cái chốn đó, và nhiều khi nó còn gây thêm những cái cảnh đau khổ khác nữa. Thì chúng ta cũng biết mà, không phải là mà nói rằng là phụ nữ Việt Nam mà đều đau khổ hay là đều bất hạnh khi lấy người ngoại quốc. Không có, người ngoại quốc đây là gồm Trung, Tàu, Miên, Đại, Hàn,
cái gì cũng vậy đó. Nhưng mà khi mà không có tình yêu á, thì không có tình yêu thì khó sống chung. Mà cái sự không có tình yêu á, thì nó chỉ có một cái giai đoạn thôi. Nó cũng 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 có một 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 giai giai đoạn thôi. Mình không có thể nào mà mình nói rằng là không có sống được, sống được, nhưng mà nó chỉ chẳng hạn như người ta, người mà có tình yêu á, thì người ta có thể sống 20-30 năm, rồi vì có một chuyện khác thì nó, cái tình yêu nó phải phai nhạt đi. Rồi có những người không có tình yêu thì nó cũng 5-10 năm, thì nó không có tình yêu thì nó có cái tình khác, đó là cái tình mà sắc dục. Ở trong cái pháp Phật có nói, trong cái tình yêu mà không có thì cái tình sắc dục nó nổi lên. Tình sắc dục, đây là người con gái mình, nó chưa yêu mình chưa yêu nó, nhưng mà gì, người con gái nó đẹp mà mắt cong lá liễu phải không, rồi môi trẻ môi gì đó không biết, rồi má lúm đồng tiền phải không, vân 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 vân, và thân hình gợi cảm gì đủ thứ trò đó. Những cái đó nó làm cho chưa có tình yêu thì họ đã có cái tình dục nảy ra rồi. Vì thế cho nên cái đó nó cũng có, nhưng mà một thời gian thôi. Khi mà kết hợp rồi đó, là họ sẽ được cưng chiều, được quý mến ở trong một cái thời gian đó, thời gian còn son trẻ, còn đẹp đẽ. Còn khi mà già nua rồi đó, lúc đó là mướp nè, lúc đó là không phải bưởi năm roi nữa, mà bây giờ tới 8-9 roi rồi, thì tự nhiên nó sẽ giảm đi. Và từ cái giảm đi, nó sẽ đi đến cái cảnh mà chia tay. Và chia tay nó cũng còn có nhiều cái trường hợp nữa. Những cái chia tay êm đẹp, những cái chia tay làm đau khổ, những cái chia tay thì nó làm cho người ta nhớ cả đời. Và có những cuộc chia tay nó dẫn tới cái chết. Thì tùy theo mỗi cảnh, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, nhưng mà chung quy lại là con người mình phải có tình yêu trước. Và vì thế tình yêu là cái quan trọng. Muốn sống lâu dài thì phải có tình yêu, chứ đừng có nghĩ tới tình dục. Nếu mà nghĩ tới tình dục là không cũng được, phải nói là phải có tình yêu trước. Tình yêu nó mới xóa bỏ được hết mọi người. Vì ở trong văn chương Việt Nam có một câu là có tình yêu thì xóa bỏ hận thù mà, xóa bỏ hận thù. Tình yêu là nó cao quý lắm. Trong những cái mà tâm linh á, từ Phật giáo cho tới Công giáo, tất cả những cái tôn giáo đều dạy rằng hãy yêu thương. Vì thế cái yêu thương này đó là nói lên cái tình yêu. Mình yêu thương là mình không có để ý tới người đó, mình không có hận thù người đó, mình yêu thương với tất cả cái tấm lòng chân thật của mình. Vì thế cho nên cái sự kết hợp mà giữa hai người cùng yêu nhau, anh yêu tôi vì tôi chân thật, tôi yêu anh, tôi yêu em và vì em cũng chân thật hiền hòa, thì cái tình yêu đó nó mới kết hợp vĩnh viễn. Nó có thể nói là vĩnh viễn và nó có thể lâu dài. Dù có một đôi này mà có những chuyện sức mẻ lẫn nhau, nhưng mà chuyện sức mẻ nó không thành vấn đề. Từ lúc đó mà khi mà tình yêu chân thật xảy ra thì nó là một cái vị thuốc hàn gắn hết tất cả những vị lỡ lối, mà trong đó là chúng ta phải nói là cái chữ tha thứ, đúng rồi đó. Cái đó là nó mới quan trọng. Thành ra bây giờ đó, đại đa số những cái cô mà bị bất hạnh ở xứ người đó, thứ nhất là ở bên Đại Hàn đó, mà đại đa số những cái cô đó là họ không có tình yêu. Họ không có tình yêu từ đầu. Họ được môi giới mà giới thiệu. Quý vị coi những cái tài liệu đó, những môi giới ở Sài Gòn đi giới thiệu đồ này nọ lên, rồi làm đám cưới tập thể, rồi cái gì cũng tập thể đó, rồi đi xuống coi, rồi
chồng nói Nam, vợ nói Bắc, chồng nói gà, vợ hiểu vịt, bởi vì vì ngôn ngữ bất đồng nữa. Người ta thường nói khi yêu nhau là hai trái tim cùng đập một nhịp, nhưng mà đập không nhịp, một người thì đập nhịp rumba, kẻ thì đập nhịp cha 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 hay là bolero, thì nó đâu có còn nó trật nhịp bất trời à. Tuy nhiên mình có thể mình có thể xứ nào mình có thể bỏ qua cái vấn đề đó, vì ở riết rồi mình cũng quen à, người ta nói ở riết rồi mình cũng quen hơi bên đó này nọ phải không, nhưng mà rốt cuộc đó là mình phải hiểu rằng vì không có tình yêu nên mới xảy ra những cái sự việc, vì không có tình yêu nên người chồng cưới người vợ về cái người vợ nó bắt buộc người vợ phải ngủ với cha chồng hay là ngủ với cả nhà. Quý vị có coi những cái tài liệu thấy tê tạm á, quý vị được cái đó là không có tình yêu, cái đó không phải tình yêu mà cái đó là mua một cái xác thịt về để làm thỏa mãn cho hết tất cả những người ở trong gia đình. Trời đất ơi, ông không biết ông này là làm như ở trên núi xuống nhà hả? Mấy thằng Tàu á, nó cưới về rồi nó cưới một con vợ về, nó cưới về rồi cái nó bên Đài Loan nữa, không cái vụ đó bên Đài Loan rồi có bên Tàu nữa, rồi nó cưới vợ về, nó cưới đàng hoàng lắm, nó cưới về rồi tối đó ngủ với chồng, rồi trưa cái lại ngủ với ông già chồng, rồi em chồng anh chồng cái gì là ai muốn ngủ thì ngủ à. Nó mà rồi người ta nói là tôi anh cưới tôi về làm vợ mà tại sao anh bắt tôi ngủ với người này người nọ, nó nói tao bắt mày là tao mua mày thì bây giờ mày phải làm mà những cái gì tao đòi hỏi. Cái đó là qua cái sự đối thoại mà tôi thấy ở trên cái hệ thống mà thông tin nó đưa ra, nó dịch ra sẵn tiếng Việt cho mình coi đó, mình thấy tội nghiệp chứ. Nhưng mà ở đây cái chữ tội nghiệp mình phan nói đã đi rồi, mình nói về cái nói là cái tình yêu, vì không có tình yêu họ đi mua, giống như là mua, nói xin lỗi nha, nó mua heo heo giống đem về đi gãy giống mà đúng đó. À, cái đó là mình phải nói. Nhưng mà đây là nói rằng là vì không có tình yêu mà những người này họ phải chấp nhận như vậy mà họ đi để lấy như vậy đó. Quý vị có biết là tại sao không? Họ muốn đi lấy để thành ra cái hoàn vì hoàn cảnh họ muốn có tiền để sửa nhà, cha yếu mẹ già, con thơ đồ này nọ vân 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 vân, nên vì mới dẫn tới cái tình trạng như vậy. Và tình trạng đây là những kẻ lợi dụng ở trên thân xác của những người phụ nữ này đó, những thằng Tàu, những thằng Đài Loan, cái đó tôi không nói. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó lợi dụng những người đàn bà này khi qua những nước đó thì họ phải đóng một số tiền giống như là tiền bảo hiểm về công lý vân 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 vân, và nó còn lấy tiền của người ta nữa. Thì chỉ có ở trên cái thế gian này chỉ có cái đảng mà mọi rợ, cái đảng cướp như vậy thôi. Thì quý vị nên biết rằng những cái sự việc này đó là đảng nhà ta giấu hết, mà đảng nhà ta chụp hết lớp hơn trên vai của người phụ nữ ốm yếu đó, và nói rằng tại người phụ nữ này tham tiền mới đi lấy những cái người chồng ở nước ngoài. Mà miệng thì họ chỉ trích những người phụ nữ này, mà tay thì họ thò tay lấy những cái đồng tiền của những người phụ nữ này, và đôi khi mà còn gửi thơ bắt những người phụ nữ này phải 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 đóng tiền cho đúng kỳ hạn vân vân và vân vân, giống như là đảng là ma cô vậy. Ma cô ở trong nước chưa đủ, rồi bây giờ á ma cô tới ở ngoài đó, đó vì vì thế đó cho nên cái đau khổ của người dân Việt Nam nói chung và cái nói riêng là người phụ nữ đó, là của người phụ nữ đó, tôi nói thiệt cùng quý vị nó rất là đau thương, nó rất là đau thương, không có bực nào tả xiết được đâu. Có thể nói rằng trước năm 1975 nước Việt Nam của chúng ta cũng đâu có giàu,
đúng không? Nói sự thật mà nói, đâu có phải là giàu hơn những nước khác nhiều nhiều đâu. Người dân cũng đủ ăn đủ bận, nhưng mà nói về người dân mà đến nỗi mà phải đi ra ngoại quốc mà đi lấy chồng ngoại quốc, là khi đó họ có tình yêu họ mới lại lấy, còn không có tình yêu họ đâu có lấy. Và bây giờ ở trong nước bây giờ không cần tình yêu nữa, họ cũng bắt buộc họ phải lấy để trang trải nợ nần của cha mẹ, lo nhà lo cửa lo này lo nọ vân 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 vân, đến nỗi thuốc men, tất cả những cái lo của người phụ nữ ở tại cái đất nước Việt Nam này nó đè nặng ở trên vai của người phụ nữ rất là nhiều. Đây là tôi nói là những người phụ nữ mà đáng thương đó nha, còn cái loại khác nữa thì tôi miễn bàn, tôi không có bàn. Cái đó là bữa nào mình nói tới cái gì đó. Đây là mình đưa chú tâm vào cái vấn đề mà cái xã hội là tại sao có những người nói, tại sao mà có những người không ở trong nước mà cây nhà lá vườn, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù độc ao nhà vẫn vẫn ơn. Ao ta thì có đó, nhưng mà tắm không có được, nước nó đục hết rồi, nó dơ quá rồi. Cái này nói dù trong dù đục ao nhà vẫn ơn, bây giờ nó không có trong mà nó đục, đục nó thối quá hết trọi rồi, đúng rồi, nó thối mà nó kinh khủng lắm. Ở trong nó là cái gì, những cái chất dơ giấy ở trên thế gian này nó nằm ở cái ao đó rồi, thì làm sao mà tắm được. Thôi đành phải đi ra ao của người khác ở xa xa chút mà tắm đi cho nó rồi, nói chắc ăn. Tuy rằng đi ra ngoài ngoài xa xa thì đôi khi mình cũng có nhiều người con gái cũng phải, vì không biết bơi, vì không biết bơi nên phải mà bị đắm chìm và bị cái bằng chết đuối. Bây giờ quay sự lại sự thật đó, thì như vậy là quý vị hiểu rõ rồi. Đảng đã tạo ra, chính đảng là còn cổ võ cho tất cả những người ở trong nước muốn làm gì đó thì hãy nên đi xuất khẩu lao động đi. Xuất khẩu lao động bằng cách là một á là đi làm ô sin, là đi ở đợ đó, nói tiếng ô sin cho người ngoại quốc mình. Nói cho tôi thì tôi nhà quê tôi tưởng ô sin là chắc đi qua làm ông làm bà gì đó, mà không phải đi qua ở đợ thấy mẹ luôn. Còn á, mà không ấy á, thì đi qua để mà lấy chồng ở ngoại quốc, mà lấy chồng ngoại quốc thì chẳng khác nào đi, nói xin lỗi nha, nói xin lỗi nha, đại đa số chẳng khác nào nào đi làm điếm. Mà cái chữ điếm ở trong đây đó là không phải họ muốn, nhưng mà chính là đảng đã đưa đẩy cái số phận người đàn bà nó vào ở trong cái nghiệt ngã này. Mình nói thì mình phải thương hại mới được, và mình phải căm hận cái thằng mà đưa đẩy đây, đó là cái đảng cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ nè, nó đưa đẩy không biết bao nhiêu những cái thân những người đàn bà đã đi lọt vào những cái chỗ mà cạm bẫy mà của cái thế gian này. Và nhiều nước không chứ không phải đại hàn, với quý vị coi coi, không có những cái người mà nước văn minh, có những người lấy Tây lấy Mỹ này nọ họ được, đó là họ có cái phước. Quý vị, mỗi người chúng ta đều nó có cái định mệnh hết đó. Khi mà cái định mệnh mà cái nghiệt ngã mà nó đi đến không cái đúng ý mình, đó là tại vì cái định mệnh của mình, cái nhân quả của mình, thành ra nó bị dẫn tới cái con đường đó thôi. Không ai muốn đâu, trên đời này không ai muốn khổ đâu, ai cũng muốn sung sướng cơm ăn áo mặc sung sướng, đi xe hơi nhà lầu cho ai đâu mà đi muốn quần quật đâu. Không ai muốn đâu. Cái sự mà mình không muốn, mà nó có, đó là cái nghiệp của mình thôi, mình phải chịu thôi. Tội lắm quý vị. Và những cái người mà tội hơn nữa là những cái kẻ mà ăn ở trên những cái thân xác đó, sử dụng những cái đồng tiền của những người đó mà ăn để làm giàu cho cái chính cái bản thân của mình. Vì thế quý vị nên biết, hồi cách đây không biết mấy tháng nào, có cái chị gì mà ở bên nước nào đây tôi cũng quên tên rồi, cái chị gì đó chỉ tới chỉ vô chỉ xin giấy mà đi về bên Việt Nam à,
nó kiếm chuyện nó không cho, rồi cái nó chỉ lấy con dao chỉ cứ cổ chị tự tử ở Malai, ở Malai đúng rồi, ở Malai chị đó 30 mấy tuổi có một đứa con rồi, chị đó cũng dân hỏi dân lục tỉnh mình rồi mới để ra ngoài được. Mà cái đảng cộng sản nó cái tòa đại sứ mà của Việt Cộng nó không có đối ngoại tới đâu. Sau khi mà cảnh sát Mã Lai điều tra ra đó, điều tra ra rồi đó thì mới biết là chị này là có một thằng ở trong cái tòa đại sứ nó tặng tiệu với chị, rồi chị vô chị nói chuyện gì đó rồi nó lại là cố tâm làm sao đó rồi để nó đưa đi đến một cái chết đó. Nhiều khi là nó giết người ta rồi nó làm bộ là nói là chị này tự tử bằng con dao, giống như là quý vị thấy mấy mấy người dân mà bị bắt vô đồn ở bên Việt Nam, mà dân mà bị bắt vô đồn công an đó, tự nhiên lột cái lưng quần ra rồi, rồi tự tử. Trời đất mẹ ơi, lấy dây thun cột cổ rồi tự tử, quý vị coi những chuyện đó. À, nó nói là người dân mà người dân hết chịu đâu tự tử, khắp cả nước ở đâu cũng vô đồn công an để tự tử, mà tự tử độc lắm nha, tự tử bằng cái anh gì mà Phật giáo Hòa Hảo ở ở nhà quê đó, ảnh Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Tấn gì đó, ảnh lấy dao mà rọc giấy, con dao rọc giấy bộ cắt tới cần cổ luôn á. À, ảnh tự tử rồi cái người nào đó, đàn ông nào đó đi vô là lấy dây lưng quần. Thành ra bây giờ lúc sau này mấy thằng Việt Cộng á, mấy thằng công an á, nó bắt người vô là nó lột quần ra hết, lột quần ra chi, người ta hỏi vậy chứ mày mắc mớ gì mày lột quần tao vậy, tao để tao vô đồn công an thôi mà sao mày lột quần tao chi. Cái bà già kia nó lột quần bà già ra, nó không cứ họ lột quần bà chứ không thôi là hồi nữa bà vô bà cởi quần ra rồi bà lấy dây thun bà cột cổ bà tự tử coi làm sao, tổ cha nó coi nó làm gì không. Mà bà già nó cũng bị lột quần, nó không tha, già trẻ gì bắt lột quần hết trọi à. À, trai gái gì cũng bắt lột quần vậy đó. Mà cái kiểu của mấy thằng Việt Cộng á, trời ơi Việt Cộng mà nó làm, vì thế cho nên cái tình trạng đó mà quý vị thấy là những người mà đi ở nước ngoài chẳng hạn như ở Mã Lai, ở Singapore, ở Mã Lai biết bao nhiêu những người đàn bà mà đi qua bên bển mà là làm ăn riết rồi đi bán bia ôm bia này bia nọ ở trên Bảo Thắng này, hình như có anh nào ảnh cũng có đi qua diện kiến với cái những cái nhóm của mấy chị em đó, và có chia sẻ một lần, tôi có nghe một lần thấy tội nghiệp lắm quý vị. Họ đi qua mà họ đi qua là được tổ đảng cộng sản cái tòa đại sứ nó tổ chức, quý vị nên biết là không phải là có làm sao mà muốn đi qua được, không có phải dễ mà đi qua đâu, phải chung tiền phải đóng tiền cho nó rồi mua này mua nọ đủ thứ đi qua tới cái gì đó, tới cái xứ đó rồi làm ăn phải đóng tiền vô trong một cái gì đó, cái tập thể à, không phải tập thể, vô trong một cái nhóm mà do tụi nó kiểm soát, thì Việt Cộng nó kiểm soát từ ở trong nước ra tới ở hải ngoại, mà những cái chỗ mà nó đưa ra giống như nó là bà cô, thì những cái cô này chỉ đi đi làm việc rồi đem tiền về giao cho tụi nó, và mỗi tháng là nó đưa bao nhiêu để xài, bao nhiêu chi phí, bao nhiêu nó đưa để gửi về nhà cho chồng hay là cho con vân vân vân, nếu có, hay là cho cha mẹ này nọ. Bởi vì những cái mơ hồ đó nó đã tạo cho không biết bao nhiêu những cái thảm cảnh khổ mà chúng ta thấy ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam. Thứ nhất là cái thân phận của người đàn bà. Hồi xưa mấy cái thằng Việt Cộng mà sau ngày 30 tây tháng 4 nó vô nó nói miền Nam đĩ điếm à, lý do để nó làm trong sạch quá miền Nam này đó, mà ngày hôm nay đó quý vị coi coi, trời mẹ ơi, đi vô để ở Sài Gòn bây giờ tôi thấy Hồ Chí Minh là đĩ nhiều nhất, Hồ Chí Minh đó là đĩ nhiều nhất. Bây giờ ở đâu hang tùng ngõ hẻm, ở đâu cũng có, ở nhà quê
Ở nhà quê thì dân đi cày mà nhúng cái chân xuống là bùng sình mà tới gần tới 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 qua khỏi đầu gối mình á, mà cũng quán karaoke, cũng ôm tới ôm lui xà nuôi xà mẹ, và cũng cái gì quán tre quán gì nó để trên internet dồn thì chóng mặt luôn. Cái xã hội Việt Nam bây giờ nó không còn nữa, khi mà thằng Đảng Cộng sản nó đã cố tình để đưa cái đất nước Việt Nam đi vào từ từ, đi vào cái vòng mà để làm nô lệ cho thằng Tàu. Nó đơn giản vậy đó. Như vậy mà có những người tôi mình thì ở ngoài mình thì nói làm gì, nhưng mà tội nghiệp là tội nghiệp cho những người ở trong nước mà. Những người ở trong nước đây nè. Tôi nghĩ rằng họ biết chứ. 100 người bây giờ ít nhất là cũng phải có 10 người biết về cái hoàn cảnh đó nhé. Và 90 người kia họ không biết thì phải 10 người phải biết chứ. Chứ đâu phải là mình như vậy là 90 người kia họ không theo dõi về cái đất nước mình sao sao. Và một ngày mai này đó là đất nước sẽ vô tàu thì chắc họ nói à, tôi không biết trời ơi tàu nó vô hồi nào vậy, nó ở đâu nó vô vậy, à, nó vô hồi nào, nó làm cái gì, bây giờ nó làm cái gì, vân 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 vân. Cái chữ mà kêu bằng mình nói rằng là vô cảm mà bỏ đi đó. Ngày hôm nay quý vị coi coi ở trong đất nước hang không biết, tôi thấy mấy cái bảng hiệu này nó treo ở đường đi lục tỉnh nhà quê đó, nó nói muốn dân giàu nước mạnh thì người dân phải ráng đi xuất khẩu lao động, đất nước người ta thì khuyến khích người dân đi học hỏi mở mang tìm hiểu để xây dựng về công nghệ, tiểu công nghệ. Mà ba cái thằng Việt Cộng thì nó biểu người ta phải đi làm mọi, đi ở đợ, đi làm dâu xứ người, vân vân và vân vân. Cái đó đó nó đau là đau ở chỗ đó, không có chưa có bao giờ mà mình thấy một cái đất nước rồi nói như vậy này. Không hiểu rằng rồi nó sẽ đi tới đâu mà mình mỗi lần mà dòm thấy đất nước vậy đó, thưa quý vị, nó đau thương quá, mình chịu không được. Quý vị cứ coi hay là nghe hay là thấy những cái gì mà của mà Việt Cộng mà nó nói là đất nước đã tiến lên rồi, đã cái gì đó, đất nước đã ngày hôm nay đã đổi khác rồi, người dân bây giờ có xe hơi chạy, người dân này nọ, nhưng mà đó là toàn là những cái sự mà giả giả tạo không à, nó không có cái gì là sự thật ở trong đó, không có cái gì mà là sự thật hết, thưa các vị, không có cái gì mà sự thật mà để mà có thể mà làm có vững một cái lòng tin nào cho một cái giới nào. Bởi vậy rất là buồn khi mà chia sẻ trong những cái vấn đề này mà nghĩ tới những cái người, thứ nhất là thân phận người phụ nữ thì càng đau buồn. Thân phận người phụ nữ ngày hôm nay là cha mẹ, là mẹ hết hầu giống như của cái thế gian này, mẹ của thế giới đó. Nước nào quý vị cũng thấy có người đàn bà Việt Nam, và có những người có hạnh phúc thì mình không nói gì, cái đó là mình không bàn. Nhưng mà những người vô phúc mà phải lọt những cái con đường mà do cái đảng cộng sản mà nó cố tình nó đẩy người ta đi vào cái mà làm bất cái nhân phẩm nó, thằng đảng cộng sản là cái người nó làm bất công, nó biết chứ, nó biết hết, nó làm hết, chính nó tạo ra hết những cái đó. Ngày hôm nay phong tục tập quán ở bên Việt Nam bây giờ nó thay đổi rồi à, nó thay đổi hết trọi rồi. Đám ma đám táng thì mình thay vì mình là mình buồn, mình chưa buồn với gia chủ tang quyến này nọ vân vân, chúng nó bây giờ lại là nhà chưa vui nhảy múa sắc si đồ này nọ ở trần ở trùng đi tới đi lui làm những cái trò như bằng mà phong tục không còn nữa. Dòm tôi thấy tôi không không có nói gì hết. Xin trước khi mà tôi gửi lại cái mic cho người khác, tôi xin
mời các anh các chị nghe một bài nhạc để biết về cái quê hương của chúng ta nha quý vị. Trời ơi nhiều lắm, chú có nhiều cái video mà bỏ trong cái Facebook dòm thấy thấy tội nghiệp lắm. Bây giờ để nghe bài nhạc này trước đi, rồi mình tính sau nha. Nói tiếp đâu mà nói hoài vậy. Mời nghe bài nhạc này. Mùi thuốc súng dày xéo quê hương, để giờ đây ta được gì, để giờ đây em được gì, chỉ đau thương làm tôi xứ người, làm dâu xứ người. Hàng chiều trẻ thơ đang cần thiên thần. Hàng chiều giấc mơ làm con người. Hàng chiều trái tim mang niềm hy vọng vào ngày mai bình yên tới. Khát khao tự do, khát khao ấm no, khát khao ngày mai yên vui. Khát khao tự do, khát khao ấm no, khát khao ngày mai yên vui. Đất nước tôi đoà đầy, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đất nước tôi. Đất nước tôi đoà đầy, đau thương thay dân Việt tôi. Bao nhiêu năm hận thù ra bài, mùi thuốc súng dày xéo quê hương. Để giờ đây ta được gì, để giờ đây em được gì, chỉ đau thương
làm tôi xứ người, làm dâu xứ người. À, chiều trẻ thơ đan cơn thiên thần, hàng chiều 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 giấc mơ mơ làm con người, hàng chiều 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 trái tim mang niềm hy vọng vào ngày mai bình yên tới. Khát khao tự do, khát khao ấm no, khát khao ngày mai yên vui. Khát khao tự do, khát khao ấm no, khát khao ngày mai yên vui. Khát khao tự do, khát khao ấm no, khát khao ngày mai yên vui. Chị đã nghe nhạc phẩm Tiếng Khóc Quê Hương. Cảm ơn các bạn ở bên Facebook nha. Tôi sẽ upload cái này lên trên YouTube cho các bạn để các bạn vào lấy và các bạn phổ biến ra. Đây là chỉ một phần tôi chia sẻ về cái vấn đề thân phận của người phụ nữ dưới chế độ cộng sản mà thôi. Tuy nhiên nó còn nhiều những cái chi tiết khác lắm mà trong thời gian ngắn hẹp thì không thể mà nói hết được. Nếu các bạn có cái gì cứ bổ túc thêm, rất là mong mỏi các bạn lưu tâm tới. Xin thành thật cảm ơn. Quay lại với diễn đàn, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe nha. Bây giờ tôi xin gửi cái mic lại để dành ăn lọc sơn.